Rồi, xin chào tất cả mấy anh mấy chị đã trở lại clip em bán đồ gốm đó em anh chị. Nè, thì hôm nay em lên rất là nhiều luôn. Có màu, có bông, có kiểu tùm lum chưa ha. Đây. Đó, đây là em sơ lược qua một 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 số món nha em anh mấy chị. Đó, có ly nữa kìa. Đó. Thì bãi chén này thì đơn hàng trên 200 ngàn thì em sẽ bao ship ha. Mà đơn dưới 200 ngàn thì cộng 30 ngàn ship nha em anh mấy chị. Đó. Thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên luôn đi. Đỡ mất mình mất thời gian ha. Tại vì cũng thấy cũng đồ hay cũng hơi nhiều. Rồi, bây giờ em sẽ bán cái nồi này trước nha. Đây, từ từ để em sắp xếp bố cục. Hôm nay đổi chỗ quay cho nên là bố cục nó hơi lộn xộn một xíu. Đó. Đây. Cái này là gọi em kêu là cái nồi đi, cái nồi đi ha. Tại vì nó có hai cái quay cầm nữa. Đây, em đo từ quay này qua quay kia được 1 tấc 63, 62, 67 nha. Đó. Còn độ sâu lòng của nó là khoảng 4 em anh mấy chị. Độ sâu lòng khoảng 4. Còn bề ngang vậy là em đo được là 1 tấc 49 nha. 1 tấc 49. Đó, thì nó có màu xanh với kiểu cũng thấy cũng đẹp ha. Ở dưới đít đây. Đít này nè, đít này em thấy cũng hình như cũng còn mới ha. Còn rất là mới luôn. Màu xanh. Rồi, cái này là số 1 nha. Số 1 em bán giá 50 ngàn. Rồi, số 1 giùm em nha. Số 1 50 ngàn. 50 ngàn nha. Cái thối cưng lắm. Rồi, số 2 em cũng được cái vậy nữa. Số 2. Cái nồi này thì nó cũng cái cưng nữa. Cái quay nhỏ xíu à. Đây em đo từ quay này quay kia là quay được là 2 tấc lẻ 5. Còn rộng là được là 1 tấc 62. Còn cái độ sâu lòng khoảng nó 3 à. Khoảng 3 nhưng mà cái tô này thấy bự ha. Nó hình con cá hình này kia từ luôn. Đó, dưới đít đây. Đó. Thấy cũng còn mới lắm anh và chị ơi. Đó, số 2 bán 50 luôn. Rồi, tiếp theo số 3. Có mấy món mà hổm ế em sale lại luôn ha. Mấy món trong kìa, nằm mấy trong á. Chiều tới, rồi em sẽ sale lại luôn cho mình ha. Rồi, cái này là đường kính là 1 tấc 42, 7 nha. 1 tấc 47. Này là cái dĩa nha anh mấy chị, dĩa này sao nó có cái lỗ lõm giữa như vậy nè. Đó. Thì viền vàng nha. Nguyên cái bộ này thì em được 5 cái. 5 cái nha, không bể không mẻ nha. Ở dưới đít thì để là China. China ở trên nhưng để dưới là Made in Japan nha. Made in Japan luôn. Đó. Thế này em được 5 cái, bán giá 40, số 3 bán 40. Rồi số 4. Số 4 ba cái dĩa ha. Dĩa này cũng kiểu dạng nó cũng có cái lõm ở giữa không hiểu ha. Mày nói chung mày dĩa thì về mà đựng này đựng kia nó cũng được, nước mắm này kia cũng được. Đó. Thì cái này em được ba cái nha. Này dạng nó cũng mỏng chứ không có dày nha, mỏng chánh nè. 1 tấc 42. 1 tấc 42 ha. Rồi số 4 bán giá 20, ba dĩa. 20 ngàn ba dĩa giùm em. Rồi tiếp theo số 5. Số 5 em cũng hai cái dĩa luôn, hai cái dĩa nha. Đó, dĩa cũng có kiểu kiểu rất đẹp ha. Đây. 1 tấc 95. Đường kính là 1 tấc 95 ha. Đó, thì nói chung cũng thấy nó cũng hơi bị chày 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 chút đỉnh. Nhưng mà cổ này còn đẹp, này còn đẹp ha. Đó. Rồi, hai cái này 30, số 5 30 ngàn. Số 5 30 ngàn giùm em nha. Rồi, tiếp theo số 6. Số 6 này hổm ế nè, này sale lại luôn. À, 6 cái dĩa nha. À, 3 cái bự dưới bự, 3 cái nhỏ ở trên thì nó nhỏ hơn chút. Đây, 3 cái nhỏ là size của nó 1 tấc rưỡi, còn 3 cái bự là size 1 tấc 6 nha. Đó, hai cái cả hai chồng này dĩa trắng nha anh mấy chị nè, trắng tươi. Trắng tươi nha. Đó. Thì cái này 6 cái dĩa luôn. 6 cái dĩa mà hai cỡ nha, số 6 bán 50. 50 ngàn 6 cái dĩa giùm em, 50. Rồi, tiếp theo. Cái này là số 7.
Dĩa này thì bông, dĩa hình hình dĩa như dĩa hột xài, nó dài ha, 2 tấc 2, bề ngang thì được 1 tấc rưỡi, tấc rưỡi, hơn tấc rưỡi xíu ha. Ừ. Dưới đây thì nó cũng có chữ gì nè, màu xanh xanh ha, đó. À, cái này thì em được 2 cái nha, đó, 2 cái y chang nhau. Rồi số 7 em bán giá là 60.000, số 7 60.000 giùm em nha. Đó, cái này là nó bông nó cộm luôn á, nó nổi luôn á mà nó chị đó. Không, rồi số 7 60, số 8, số 8 bán giá 80.000 nha. Mấy dĩa nước mắm nè, dĩa này mình đựng nước mắm cũng được nha. À, cái này thì nó đủ mà kiểu hết nè, một này màu cũng màu xanh hết nha, nhưng mà nó thấy nhiều kiểu lắm nè, thấy nó nhiều kiểu lắm. Ê, cái này ủa bậy bậy bậy, tưởng đâu bị nứt mà không phải nha, cái lằn này là lằn lằn mực nha, lằn mực của nó là vậy đó chứ không phải là nứt nha. Nứt là em giục ra rồi. 3 4 5 cái giá bán 80. Số 8 80.000. Ủa quên đo size nó nhiêu nữa. Dĩa này size tấc 10 12 á, tấc 12 nha. Rồi, tiếp theo 5 cái dĩa luôn, 2 4 5, 5 cái dĩa này còn mấy cái nữa hết luôn rồi. Số 9. Số 9 ha. Đường kính là 1 tấc 10 10 16 luôn. Này 5 cái bán giá 80 luôn. Này thì nó có hình này ha, chứ không phải bông như kia, nó trắng mà nó pha này này cái cây gì cái lá gì á, cũng thấy rất là đẹp luôn, thấy là mới viền thì nó viền vàng ha. Số 9 bán 80. Rồi, số 10 là em được 5 cái chén, số 10. 5 cái chén ha, chén này mình ăn cơm nha mấy anh mấy chị, này ăn cơm được. Tại vì chén này là nè, bông nè, bông này bông màu đen đen ha, màu đen đen không biết màu bông gì đó, kiểu nó như vậy ha. Đường kính là được 1 tấc 12 nha, sâu lòng nó khoảng 5 rưỡi. Này thì em được 5 cái, 5 cái giùm em, 5 cái y chang nha, y chang luôn, 5 cái, nhà nào có 5 người thì mua 5 cái luôn, về là ăn cơm luôn ha. Rồi 5 cái bán giá 100.000, 5 cái chén 100.000 luôn. Rồi, tới cái này luôn đi, lỡ chén rồi tới chén luôn nha. Này thì được 6 cái nè. Có gần nhiều em gom bán hết luôn. Cái này thì em được 6 cái nha. Kiểu nó đây. Hình cũng bông ha, bông màu đỏ, màu hồng này, bông chắc bông anh đào á. Đó thì kiểu nó như vậy ha. Dưới chữ dưới đích thì nó cũng có cái gì xanh xanh, chữ xanh ha, chữ tiếng Nhật mà xanh đó. Thì này em được 6 cái này là như cái tô luôn rồi, mình múc canh vẫn được, múc canh mà mình canh cái dạng mà một người ăn á, một người chén cơm mà một chén canh á thì là vừa luôn á. 1 tấc 23, ủa 22, 1 tấc 22 nha. Đó, còn sau lòng của nó khoảng 6 rưỡi lận á, sau lòng của nó 6 rưỡi lận nha. Chén này hay bự lắm. Ừ. Chén này thì chị em để múc canh một người ăn là vừa luôn á. Rồi, cái này thì em được 6 cái. 6 cái này em bán giá 180.000 nha. Số này là số số mấy à? 11. Số 11 nha. Em bán giá 180.000 nha. Trời ơi, 180.000 nữa thêm món nào 20.000 nữa là bao ship luôn. Rồi giờ tới này 12 được mấy dĩa này, dĩa thanh lý hết nha, một trắng là em thanh lý hết luôn cho rồi chứ để chi quá trời rồi. À, 1 tấc 63, dĩa này tấc 63 nha mấy anh mấy chị, còn mới nha, còn mới đó, còn rất là mới luôn đó. Rồi số 12 nha, ghi số 2 kỳ, 12 bán giá 60, 2 4 6 7 cái dĩa, 7 cái dĩa bán 60.000 luôn. Ồ, 60.000 luôn nha. 13. 13 giùm em. 13 bán 60 luôn. 4 cái dĩa bự, bự hơn cái đó một chút. Này, đường kính được 1 tấc 92 nè. Được 4 cái nha. Dĩa này nó mỏng, cũng mỏng nha chứ không phải dày nha mà nó chị nè, cũng có như là cái bông vậy đó. Đó.
kiểu ha. Nói chung là cái này cũng mới ha. Rồi 13, 60, 60 ngàn. 13 phải không? Rồi giờ tới dĩa luôn đi. 14, 14 được cái mấy cái dĩa nè. Nó hai cỡ dĩa, một cái dĩa là một cái tô cái dĩa nè, nó hai loại nhưng mà một kiểu nhau nên em bán chung luôn nha, bán chung nguyên combo luôn đó. Thì nó cũng có cái dành ngoa vậy nè đó, mấy chị thấy không đây đó. Ở dưới thì nó chữ chữ gì đó không biết nữa. Này thì hình củ hành, củ khoai tây, cà rốt rồi đậu Hà Lan gì ô tự lưa nè. Nè đường kính được 1 tấc 95 ha. Này thì được hai cái. Rồi tới cái này nó sâu lòng hơn chút đỉnh, có độ sâu lòng nha. Sâu lòng này 2 tấc 05. Độ sâu lòng nó khoảng 4 nha. Thì cái này cũng được hai cái luôn. Đó. Hai cái này với hai cái dĩa mà nó chẹt, còn cái dưới là nó có độ sâu lòng ha. 4 cái luôn. 4 cái combo luôn nha. 14, 60 ngàn giùm em luôn. 60 ngàn nha, 4 cái dĩa. 15. 15. 15 là em được nguyên chồng dĩa 5 cái luôn, 2 4 5 nha, 5. Kiểu nó thì như vậy ha, cũng đẹp. Nó không phải là nó tròn mà nó cũng hơi vuông vuông bầu bầu sao á, nó không phải là vuông mà nó cũng không, nói chung là nó cũng có cạnh á. Cũng có cạnh chút đỉnh á. Đó. Cái này em sale lại 100 ngàn luôn nha. Tất 52. Này 15 100 ngàn. 15 100 ngàn nắm dĩa giùm em, 5 cái dĩa. Đựng đồ xào đồ gì, chiên gì cũng được. 16 cũng 5 cái dĩa luôn. 5 cái dĩa luôn nha. Dĩa này bự có hình bông nè. Không biết này bông gì em không gành ha. Đường kính là 1 tấc 92. 1 tấc 92, 5 cái dĩa giùm em. Cái này thì dưới đít nó có cái này. Có cái này, chữ này chữ gì mấy anh? Cái mộc hả? Em không biết nữa. Đây, thì cái nào nó cũng có hết trơn. Cái dĩa này cũng mới lắm nè. Dưới đít nó cũng thấy còn mới lắm. Đó, mới nha. Viền thì cũng viền vàng luôn. Bông thì cũng đẹp ha. Rồi 16, 150 giùm em. 150. Rồi 17 này còn món nữa là 17 nha. Này là còn có con chồng này nữa hết luôn rồi. Được 5 cái dĩa nhỏ. 5 cái dĩa nhỏ nha. 5 cái dĩa nhỏ nè, hình chiếc lá hay gì á. 1 tấc 2. Còn bầu thì nó bự lắm. Bầu nó thì cũng được 1 tấc 17 nha. Đó, cái này thì 5 cái. Hình của cà rốt hay gì, bình với bình rượu hay là bình rượu gì á. Đó, này là 5 cái ha. Rồi tới cái này, 5 cái dĩa. 5 cái dĩa, cái này cũng hình quả mớp gì ha. Bên đây thì có chữ chữ với cái mộc hay gì á, màu đỏ đỏ ha. Cái này thì là 1 tấc 62. 1 tấc 62 giùm em 5 cái dĩa luôn. Này thì viền nó viền bạc. Cái viền này nó màu bạc chứ không phải là màu vàng, nhưng mà cái này thì còn mới lắm nha. Cái này còn mới lắm, mới cực kỳ mới luôn. Rồi, số hay là số 17 giùm em, 190. 190 cho cái này nha, 10 cái dĩa lận á, 5 cái dĩa bự, 5 cái dĩa nhỏ là 10 cái. 18. 18 cái này hỏm ế nè, sale lại nè. Sale này 40 ngàn luôn. Nè, đường kính nè, 2 tấc 32, 33. Độ sâu lòng khoảng 4 thôi. Nói chung là cũng có độ sâu lòng ha. Rồi 40, 18, 40, ở dưới cũng có cái gì nè. 18, 40 ngàn giùm em. Rồi tiếp theo 19, cái này cũng ế hỏm ha. Này xèo lại luôn. 2 tấc 3, hình nè, 3, 3 cái hoạt hình ha. Hoạt hình trong chuyện phim hoạt hình á. Đó, thì được 2 cái, hay là còn mới lắm nè mấy chị ơi. Đó. 2 tấc 3 ha. Ừ. Đây, dưới đít nè. Cái này thì còn mới. À, cái này thì em bán giá 35 ngàn. 19, 35 giùm em. 19, 35 ngàn. Ừ. Tới 20 nè. 20 cái này cũng là hỏm nè. 20.
Nhưng mà bữa nay em kiếm được một cái như cái nồi vậy đó, mà nó hình trái táo luôn, em bỏ vô em bán này nó vậy chứ là cái tô nha anh với chị. Nhưng mà nó có hai quai để mình cầm vậy thôi à, cho đựng nóng hay gì đó. Hình trái táo luôn nha, nó trái trái táo nổi giữa nè. Dưới đây hề để chữ Golden Apple gì nè, đó. Thì hai cái dĩa này cũng y chang vậy luôn nè, nó cũng chữ y chang vậy luôn, cũng hình trái táo luôn nha, đó, trái táo luôn nè. Đó. Thì hai cái dĩa này nè, đường kính được là 1 tấc 95, 1 tấc 9, cái này là 1 tấc 8 luôn. Rồi số 20 giùm em, 20 bán giá 50, 20 giá 50.000 nha mấy anh mấy chị. Hai cái dĩa với một cái tô như cái nồi vậy đó, có hai quai nữa nha. 20 50 giùm em. Rồi tới 21, 21 này sale lại luôn. Sale lại luôn nha. Sale lại luôn. Là cái này là được hai cái tô, hai tô này y chang nhau nha, màu trắng luôn, còn mới lắm. Hai tô này còn mới nha. Này là 1 tấc 50 58. Cái này thì em được hai cái nha. Độ sâu lòng của nó khoảng là 5 rưỡi. Cái này là hai cái tô nha. Đó, bán nguyên combo luôn, này hai cái tô chà bá luôn. Hai tô bự lắm. Đường kính là 2 tấc 05 ha. Còn sâu lòng nó khoảng được 7 rưỡi. Thì cái này được hai cái tô luôn, hai tô thấy nói chung còn mới. Này là nói chung là mới luôn á. Đây. Hai cái tô chà bá bự để múc canh luôn. Rồi 21 90.000. 21 bốn cái tô giùm em nha, hai cái bự, hai cái nhỏ 90.000 nha. Rồi tới cái tô này mới đã nè. Trời ơi em thấy cái tô này em ghiền gì đâu luôn á. Tô này thấy mới đẹp. 22. 22 nha. 22. 150. Ủa cái tô này đẹp lắm, nói chung là nó mới, hình như nó mới luôn á. Mới cực kỳ. Hình con rồng nghe, ở giữa hình con rồng có mấy đám mây hay gì nè. Đó, cái này thì nó cũng có viền nữa nha. Đó. Ở ngoài nè cũng có một viền xanh. Đó. Xong, có một cái dưới đít thì có mọc xanh luôn. Đó. Ủa cái này đẹp lắm. Xuất sắc. Nó bóng lưỡng luôn, nó chưa có chày luôn ở trong á nha. 2 tấc 1, đường kính là 2 tấc 1 nha. Còn độ sâu lòng của nó khoảng là 9. Độ sâu lòng khoảng 9 nha mấy anh. Phải vậy không? Ừ, đôi giày nè thì là nó 8 mấy. Đôi em đôi giày thì nó được 9 nè. Đó. Độ sâu lòng là 9 nha. Rồi, 22 giùm em, 150. Trời ơi, cái tô xuất sắc mấy anh ơi. Chỉ có một cái thôi thiệt chứ. 22, 150 giùm em. 23, cái này sale lại luôn. Một chồng dĩa luôn, hộp dài ngồi đẹp muốn chết luôn mà sao nó còn ở lại đây nè. Rồi, sale luôn. Dĩa hộp dài sale luôn nha. Một chồng 2, 4, 5, 6, 7 cái. Một chồng 7 cái còn y thinh luôn nha. Đây, chiều dài là được 2 tấc 37 nha. Còn bề ngang là 1 tấc 71. Đó, 23 140 giùm em 7 cái dĩa luôn. 7 cái dĩa luôn nha, 23 140. Rồi, tiếp 24 là 3 cái dĩa. 3 cái dĩa nha. Dĩa này dĩa bàn á, để mình để múc đồ xào này kia rồi cũng được. 2 tấc 18 nha. 2 tấc 18 thì em được 3 cái dĩa. Nói chung là cũng còn mới này bụi thôi. Đó, bụi thôi chứ còn mới lắm, mới chón. Đây. Đó, thấy không? Mà cái màu này không phải là màu trắng, nó hơi màu hơi đục đục ngà ngà sao á. 24 giùm em, 40.000 ba cái dĩa nha. Ba cái dĩa này cỡ một slide một nha. 24 40.000. Ấy da, nặng quá. Cái dĩa này nặng quá. 25. 25 giá 120, 5 cái dĩa luôn. Đây. Đó, 5 cái dĩa luôn nha. 5 cái dĩa này nó bự lắm, dĩa bàn là bự lắm, mua về mình đám tiệc này kia được luôn á. 2 tấc 35 luôn. Nói chung là nó cũng có độ sâu lòng chút đỉnh nha. Nè, có độ sâu lòng chút đỉnh ha.
Rồi, này cũng hay em mới luôn, nói chung là mới luôn á, này dễ trong như là dễ trong nhà hàng ra vậy đó. Rồi, 25 120 ngàn. 120 ha. Mấy anh chị mà mua nào mua món á, mình gán mua hai món đi được bao ship. Rồi, 26. À, dưới 200 ngàn là còn 30 ngàn ship, còn mà anh mấy anh mà mấy chị mà mua trên 200 ngàn á, đơn trên 200 ngàn thì em sẽ bao ship luôn. Đó. 26 trăm rưỡi được đồng kiểm luôn nha. Này, cái này là thì là cái gạt tận thuốc nha, ở dưới đất thì cũng có chữ gì nè. Ở trên thì nó này là để gạt đồ cái tận thuốc ha. Đó. Cái này thì một tấc nha. Còn độ sâu lòng nó khoảng 3. Rồi, số 10 26 1 26 nha. 1 15.000. 26 15.000 em anh. Đồ gạt tận thuốc này 15.000 nha. Đó. 27. 7 dĩa này đẹp nha. Đẹp là mấy anh biết đẹp nha, đẹp có kiểu. Mà cái loại nó là loại mỏng. Đường kính 2 tấc 35, 37 luôn. 2 tấc 37. Em được này 4 cái. Đây. Thấy không? Đây. Rồi vậy em không có rửa quá chất đâu mấy anh mấy chị đừng sợ. Nó còn này còn hơi vàng vàng chút nè. Về mình lấy xà bông mình chùi cái ga nè, chùi nhẹ cái ga ha. Cái này cũng vàng vàng chút. Chút mà có chút xíu à. Nó mới chón nè, cái này thì mới lắm. Dễ này dạng trong nhà hàng thanh lý ra hay trong siêu thị đồ đó mà trắng là trong siêu thị ha. Trong siêu thị nó bỏ ra nó bán được vài năm xong rồi cái nó bán ế hay sao cái nó bỏ ra cho nên là nó thanh lý nên nó bán đem về đây mình bán luôn. Rồi 27 giùm em 120. 28. Dĩa nha. Ồ hai dĩa bự chà bá luôn. Hai dĩa bự chà ba bữa luôn. Mà dĩa này là loại mỏng không nha, không có loại dày nha. Nè, hai cái dĩa này là loại mỏng. Nè, đường kính 2 tấc 62 luôn. Đó, ghê không? Chà bá bự luôn. Cái này thì cũng có kiểu ha. Nè, anh chị thấy đi. Còn đẹp lắm, cái này thì nó dính vàng chút đỉnh, chùi lại ra nè. Đó, em lấy tay em chùi còn ra nữa. Đó. Dĩa này còn đẹp lắm. Nè, cái này bị dính vàng đây chút nè không? Chùi cái ra à. Chùi ra nè, thấy không? Đó. Chuỗi ga à, cái này thì em được một cái này ha. Rồi chung thêm nó luôn là cái này. Cái này em bán chung cặp với nó luôn đi cho dễ. Cái này là 2 tấc 4. Hơn 2 tấc 4 luôn nha. Còn nỗi này như quên tiêu rồi. 2 tấc 62. Còn này là 2 tấc 42. Đó. Thì cái này nó cũng màu trắng luôn. Cái dạng cũng kiểu có như là cái viền này là như cái bông vậy đó. Đó, rất là đẹp. Ở dưới thì có chữ luôn, da băng luôn giùm em nha. Dưới chữ dưới đất là có chữ da băng nó mỏng dánh nè. Đó, thì rồi 28 bán giá 132 cái dĩa. 132 dĩa bằng chả bá bự luôn nha. 130.000. Rồi để dời máy qua một chút. Rồi, tiếp theo, cái này thì em được là hai chưa? Để em chỉnh cái máy lại cái nó nhúc nhích quá. Rồi, cái này là hai cái dĩa mà cái dĩa này cũng như là em vừa bán mà em vừa tặng luôn nha. Cái này nó mẻ có chút đỉnh nè. Mẻ có chút xíu xíu luôn ngay chỗ này nè mấy anh chị thấy không? Có chút xíu à. Đó. Thì nó có viền nó đẹp lắm, viền nó nè, viền rất là đẹp luôn. Đó. Viền bông đẹp ha, viền vàng nữa. Ở dưới thì có da băng. À, da băng ha. Rồi, để em đo đường kính cái này luôn. Nói cái này nó như mẻ mọi nhẹ xíu à. Em vừa bán em vừa tặng luôn. Cái này vừa bán vừa tặng thiệt. 2 tấc 67 giùm em. Cái dĩa này 2 tấc 67. Rồi, bán thêm với nó một kiểu của nó, một loại của nó luôn nha, một hiệu của nó luôn. Cũng có da băng luôn ha. Cái dĩa này thì dài. Đây, chiều dài là 3 tấc 05. Còn bự là nó 2 tấc 2 luôn. Bự 2 tấc 2 nha. Nó rất là đẹp. Cái dĩa này thiệt rất là đẹp luôn. Có viền thì còn dạng màu vàng luôn á. Rồi 29 bán giá 120. 29 bán giá 120 luôn. 120 giùm em nha. Rồi,
30. 30 101, hai tô. Hai tô ha. Tô trên có viền đỏ đẹp nè. Tô này nói chung là kiểu này gì nè. Đó, mà có viền viền rồi bông hoa lá heo tùm lua đẹp ha. Màu đỏ, viền thì màu đỏ. Ở dưới đít thì nó cũng có cái mộc hay cái chữ gì đó. Em cũng không gành nữa. Rồi em sẽ đo đường kính của nó là được 2 tấc 3 nha. Còn độ sâu lòng của nó khoảng 4 nha mấy anh mấy chị, 4 nha. Đó, được một cái được phải không? Rồi thêm một cái này nữa, bán chung combo luôn. Này cũng như tô kiểu vậy. Nó có bông rồi này kia cũng đẹp ha. Dưới đít thì không có đóng gì hết. Nói chung thấy cái tô này bự, tô này bự mà bông đẹp nữa. Cái này là 2 tấc 32. 32 33 vậy đó, đó. Còn độ sâu lòng của nó khoảng 6 gần 7 nha. Gần 7 nha. Đó, hai cái tô này số 30 bán 101. 110.000 nha. Đẹp lắm. 31. 31 em cũng bán hai cái dĩa. Hai cái dĩa này cũng viền và bàn bạc vậy nè. Đường kính 2 tấc 3, 2 tấc 35. À, dưới đít thì cũng có chữ luôn, có mặt màu hồng. Đó, cái này cái dĩa nha. Rồi tiếp theo cái này dĩa này cũng đẹp. Cái dạng nè cũng có kiểu ha. Với cái này là thì cái này thì viền bạc luôn, cái này thì ở trong thì cái viền vàng. Đó. Hai cá luôn 40.000. 31 40.000 giùm em. 32 luôn. 32 bán giá 100.000 năm dĩa luôn nha, năm dĩa. Năm dĩa nè. Này cũng nó cũng kiểu nè, hổm hình như ế mà nay bán loại này nha. À, đường kính là 1 tấc 92. Rồi 32 100.000 giùm em luôn. 100.000. Năm cái dĩa 100.000. 100.000. Rồi, 33. 33 em có cái thố này đẹp quá. Ủa, 33. 33 em có cái này đẹp quá mấy anh mấy chị ơi. Nó dạng mà nó không phải trắng mà nó có hộp đẹp ha. Rất là đẹp luôn kìa, nhìn mới nè. Trời ơi, gia đình thỏ nha. Thỏ ăn củ cây đỏ. Đây, ở dưới này cũng có chữ luôn. Đó. Thì số 33 bán giá 40. 40.000. 2 tấc 35, 2 tấc 25. Rồi 33 40 giùm em. 34. 34 100.000. 100.000. Dĩa này là có chữ ký gì luôn nè, đó thấy chưa? Đó. Rất là đẹp. Tấc sao tấc 7. 4 cái. 4 cái dĩa tấc 7. 4 cái nha. 100.000, 34%. 35 cái này thanh lý luôn. 35 thanh lý luôn nè. Cái tô này là có một cái mẻ hỏm mẻ nè mấy anh chị nhớ không? Cái này không mẻ nha. Cái này bị mẻ chút đỉnh nè, cái này là tặng, hỏm nói tặng nè. Đó. Rồi với hai thố. Quên đó tô cái. Tô thì 1 tấc 33. Sâu lòng là 7.5. Còn này là cái thố. Này là 9. 1 tấc 9. Bề ngang là được 1 tấc 34. Còn độ sâu lòng thì khoảng 4, khoảng 4 nha. Đó thì một kiểu luôn nhưng mà có một cái mẻ, em tặng cái mẻ đó nha. Tính tiền có một cái với hai cái thố à. Rồi 35 60.000. 60.000 giùm em luôn. Cái cây pin nó dài quá, nó lắc quá nên kỳ lắc cả lắc cả lắc. 36. 36 nha. Cái dĩa này hình cái bông cũng đẹp. Này em lục ra được một cái nữa nè. Ở trong đây nó gạn gạn nha mấy anh nè. Nó hơi gạn gạn nè, thấy không? Mấy anh thấy nó gạn gạn không? Đó, mà còn đẹp lắm, em thấy còn mới lắm. Này dơ. Này dơ em chưa chùi, này em chùi cái nó là mới lắm. Đó, mới nó dính bụi thôi à. Nó gạn gạn lên đây à, giữa nó hơi gạn gạn ha. À, dĩa này bông thì cũng đẹp nè, giờ mình trưng cái cây này kia cũng được. 2 tấc 4. Rồi 36 80 giùm em. 37. 37. Em được nguyên combo luôn. Nguyên combo luôn nha.
một cái chén canh ha. Chén này mình ăn cơm cũng vẫn được, ăn canh cũng được. Ê, giữ lát quá trời lát, ăn canh luôn cũng được, mà nó cái dạng mà nó bầu, nó lõm lên, nó bầu nó lõm ha, nó hình bông rất đẹp luôn, bông màu hồng màu xanh nè, rất đẹp, nguyên bộ nguyên cơm lê của nó luôn nha. Thì dưới đít nó để là ba ta gì nè, bát ba ta gì nè, mà China nha. Ở trên thì nó gửi để chữ gì đó, rồi ở dưới thì để em thấy để chữ China, có hình ngọn núi hay cái gì đó nó, nhưng mà rất là đẹp luôn. Cái này còn mới lắm, cũng không còn mới lắm đó, này dơ xíu thôi chứ còn mới lắm. Rồi vậy đi chứ sao giờ, 1 tấc 3 sâu lòng của khoảng khoảng của nó em đo ngay chót cao đi, chót cao nó là 6, ngay chót thấp của nó là cũng năm mấy à, năm năm rưỡi à, năm rưỡi ha. Nó này được một cái tô luôn ha, chén cũng được. Cái này là chén mắm, chén nước mắm nó y chang phọt luôn, một kiểu, một mà nó nhỏ hơn y chang cái chén kia luôn, nhưng mà nó nhỏ hơn. Cái này là có 9/7 thôi, 9/7 thôi nha. Rồi tiếp theo thêm một cái dĩa nữa, cũng bông luôn, y chang nguyên combo y chang mà. Cái dĩa ha, cái dĩa này thì 1 tấc 55, 1 tấc 55 giùm em, viền thì viền vàng nha. Còn cái dĩa này hình vuông, dĩa vuông nha, 1 tấc 55, tấc 55 giùm em, rất đẹp, viền viền vàng mà nó còn mới lắm nha. Chỉ thêm một cái dĩa bà, dĩa này nó cũng có độ sâu lòng chút đỉnh, 1 tấc 9, một một tấc 92, độ sâu lòng cũng có chút đỉnh á, khoảng 4 3 4 gì đó, mà nó cũng có độ sâu lòng nha, nó cũng nó dạng cũng như là mình múc có nước được á, nó cũng không phải là nó chẹt dữ lắm đó. Một món ha, một cái dĩa bự ha, một cái dĩa vuông, một cái dĩa tròn nhỏ, rồi một cái tô bự và một cái chén nước mắm ha. Rồi 37 giùm em, 5 món này 150, 150 ha. Ba mươi tám rồi, 38 nha. Dĩa này thì viền vàng, dĩa này cũng đẹp nha, dĩa này đẹp lắm á, ở dưới chữ dưới đích nè có da băng luôn, nhà nè heo quay gì đó, China da băng không hiểu luôn, China mà da băng ha. Ba cái dĩa y chang nhau luôn, viền thì viền vàng vậy nè nha, đó viền vàng mấy anh chị thấy không, y chang luôn, một cỡ một luôn đó. Thì này còn mới, cái còn mới lắm. Đường kính là 2 tấc 3 nha, 2 tấc 29 nè, 2 tấc 29 thôi, không chứ chưa được 2 tấc 3. Nói chung cũng có độ sao lòng chút đỉnh, cái này thì còn đẹp lắm. Cái này em bán giá 120, 3 cái nha, 3 cái dĩa 120, đẹp lắm, không mùi tiếc á. Rồi tiếp theo 39 luôn, 39 được 2 dĩa bự. Dĩa này cũng cái dạng này viền vàng, mà dĩa này dĩa mỏng chứ không phải dĩa dày nghe em nói chị. Kiểu còn đẹp. 2 tấc 63, 2 tấc 63 giùm em, cái dĩa chà bá luôn nha, nó gần đẹp không, còn thấy cũng mới lắm. Ở dưới có nguyên dọc chữ Nhật luôn, nguyên dọc chữ Nhật. Cái này không phải ghi ấy nghe, mình nó in trong luôn cái dĩa, nó dính cứ ngắt không có chùi ra ha. Rồi một cái chà bá phải không, dĩa này gì dĩa ế hả, nay bán lại. Dĩa này cũng dạng viền vàng, cũng mỏng đẹp lắm, 2 tấc 73 luôn, 2 tấc 73 giùm em. Cái chợ này cũng có chữ gì dưới đít nè, cái này ế hởm nè. Rồi bữa nay bán hai cái chung luôn, hai cái chung luôn nha, 150, 39, 150 giùm em, 150 nha. Tới cái nồi 150 phải không, số 39 là số 40, 40 trăm rưỡi luôn cái nồi nha. Cái nồi này nó làm sao ta, diễn tả sao ta, à, nó như vậy đó. À, cái nồi thì nó có hai quai, cái nồi này hình như là dùng để nấu điện bếp điện từ hay sao đó. Cái này là em không gành nha, nhưng mà sao dưới đít nó bị chè chạy nè, không phải bị em không không biết là nó có nó nấu được hay không, em cũng không có gành. Nó không có gành cái vụ này ha, anh nào mà có mua cái này xài rồi thì chắc biết, em không gành thiệt, hồi đó giờ không có xài này không có biết. Cái này thì hai bên này nó cũng có chữ gì nè nha, hai bên cái quai á nó cũng có chữ ha, dưới đít thì nó cũng chạy chạy như vậy nè đó, rất là nặng luôn,
nặng lắm. Cái này thì ở trong thì nói chung là nó, em gõ nó kêu bang 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 luôn mà không biết cái bằng chất liệu nó bằng cái gì, em cũng không có gành luôn á, thiệt luôn á. Số bóng 10 bán gian 150 ha. Nè qua này qua quay kia 2 tấc 6 nè. Rồi cái này được 2 tấc 15 nè. Còn mà độ sâu lòng khoảng 9 nha. Hơn 9 rưỡi. Độ sâu lòng khoảng 9 rưỡi nha. Đó, rồi 40, 150. 150 nha. Bốn mươi mốt giùm em, dễ ế thay sale luôn. 41 nào, ế sale bán hết cho rồi để làm cái gì. Rồi cái này dễ nè, 2 tấc 61, 2 tấc 61 giùm em. Dễ này thì mua về chân trái cây là đúng luôn, ở dưới đít thì nó có chữ quá trời chữ luôn ha, đít thì nó dơ là đúng rồi, tại vì ở dưới nó nhám, có đồ nhám không phải là bóng luôn. Cái này vẫn chùi ra nhưng mà dưới này có độ nhám cho đừng bị trôi, bị chai, bị chạy nào này kia rồi đó. Rồi 41 giùm em ha. 70.000. Cái dẻ này nha, 70.000 mà anh chị bự chà bá luôn. Rồi nguyên cái này là nguyên cái combo luôn. Anh nào mà muốn mua cái này là nguyên combo này luôn đi, nó y chang luôn. Cái này là chất liệu men của nó là men gì, men mè hả? Này tại vì nó có chấm đen đen này giống muối mè quá, mà cái dạng của nó làm như là không phải là bóng lưỡng như của người ta, à, nó gồ ghề như này. Cái này thì nó có tiếng Nhật luôn hay gì dưới nè, cái chữ gì dưới đây ha. Cái này thì nó mà nhỏ xíu là nó như cái ghe vậy đó. Đó không, cái này đây giống cái đồng tiền mà thứ trong phim Trung Quốc á. Này em đo vậy được tấc mốt nè, bề ngang của nó thì được 6 phân rưỡi. Này là được 3 phân, giống ngân lượng, đúng rồi đó, cái cục vàng á, chà bá trong phim Trung Quốc á. Rồi tiếp theo tới này là nguyên cái đống này là chất liệu y chang của nó không, nên em mới gom lại bán combo ha. Cái này là cái chén ăn lẩu nha, 1 tấc 22, sâu lòng nó khoảng 4 rưỡi. Thì em được 2 cái dĩa, 2 cái chén luôn nha. Rồi tiếp theo cái này đựng cái gì em cũng không gành, không gành luôn, thiệt luôn á, 1 tấc 95. Này thì được 1 tấc nha. Đó, nói chung là cũng hơi có độ sâu lòng ha. Này được 2 cái nè, cái này mới lắm nè, mấy anh chị nhìn dưới đít nè, mất kỳ không. Dưới đít thì nó có độ nhám, nó không có bị chạy, bà bỏ lên bàn nó không có bị chạy rồi đó. Đó nè, 2 cái. Rồi tiếp theo tới 2 cái dĩa, 2 cái dĩa tròn nhỏ nha, 2 dĩa tròn nhỏ nè. Dĩa này khoảng 1 tấc 91 nha. Ừ, 1 tấc 91. Cái này được 2 cái dĩa luôn. Dĩa nó làm anh thấy chị thấy không, nó gồ ghề vậy nè, mà còn cái này mới chăm luôn, bao luôn, bao mới chăm luôn. À, rồi cái này là số mấy ta, để em ghi số cái đi, 42 nha. 2 cái dĩa phải không. Rồi tới 2 cái tô bự, 2 cái tô chà bá luôn, cũng chất liệu của nó luôn. 2 tấc 5, độ sâu lòng nó khoảng 7 rưỡi nha, độ sâu lòng khoảng 7 rưỡi. Đây ở ngoài nè, nó mới rồi, mới ai da, mới cực kỳ mới luôn, nó mới bóng lưỡng mà. Đó, cái này thì mới, em này em bao mới thiệt. Rồi tiếp theo cái này thì nó luôn, cũng 2 cái y chang nhau nha, 2 tô. Rồi ở dưới đây là 2 cái dĩa bự, 2 cái dĩa bự nha. 2 cái dĩa này cũng có độ sâu lòng nha, chứ không phải là không có nha. 2 tấc 32, à, độ sâu lòng nói chung là cũng có độ sâu lòng khoảng 5 rưỡi nha, 5 rưỡi á. Nó cũng có độ sâu lòng mà chất liệu cũng y chang của nó luôn, mới nè. Đó, thấy không anh chị, thấy không? Mới mà nó bóng lưỡng luôn, chưa trầy luôn á. Đó, dưới đít thì nè, nhìn cái đít nè, nhìn cái đít nó thôi là biết là mình chưa sử dụng, ngoài sử dụng qua nó sẽ bị khờn, bị dơ này kia rồi đó. Cái này thì không có nha. Cái này thì được 2 cái luôn, 2 cái dĩa lớn ha. Rồi tới 2 cái tô lớn, cái tô chà bá luôn. Đó. Rồi tới 2 cái dĩa nhỏ, 2 dĩa vừa vừa. 2 dĩa vừa vừa ha. Rồi tiếp theo tới 2 cái này, tới 2 cái này kêu gì không biết, em không gành thiệt. Với 2 cái chén, được 2 chén luôn, được 2 chén với cái nhỏ này nè. Đó, rồi nguyên combo nha, số 42 giá là 280.000 cho cái đống này nha, tại vì cái đống này khá là nặng luôn. 280.000 là bao ship rồi nha mấy anh mấy chị ơi, 280.000 bao ship rồi đó. Rồi còn cái này bán luôn cho rồi đi, để hoài. À, 43 ha. 43 thì em được 3 tô. 3 tô này hổm ế em gom lại em bán luôn.
sell cho mình hết. Đây, đường kính là 1 tấc 8, sâu lòng là khoảng 7. Cái tô này thì nó không có chữ, không có gì hết nha, mà nó còn mới lắm. Rồi, cái tô này là hình củ cải với trái chi cà chua, dưới đít cũng có chữ ha, là cũng có viền, cũng rất là đẹp. Đường kính là 1 tấc 95, kính tấc 95 ha, độ sâu lòng khoảng 7, khoảng 7 nha. Rồi tiếp theo với một cái tô trà bá luôn, cái tô trà bá bự luôn nè, 1 tấc 7 nè, 1 tấc 7 nha. Độ sâu lòng cái này sâu lắm, 9 phân luôn á, cả 9 phân á, cả 9 phân nha trời ơi, 9 phần rưỡi luôn á. Phần 9 nó cao thì được 9 phần rưỡi á đó. Rồi thì ba cái ha, hai cái này là cái 43 giá, rồi 43 100 ngàn, 43 100 ngàn giùm em nha. 100 dỡ lên nè. Rồi 44, cái này sale chơi, bán chơi gì đó, bán chơi chấm anh mấy chị luôn. Hai cái dĩa, cái dĩa này là 1 tấc 6 nè, hai cái với thêm hai cái dĩa này nữa, 1 tấc 92 đó. Được hai cái dĩa này nó, hai dĩa này cũng có độ sâu lòng nha, có độ sâu lòng hết nha anh mấy chị. Nó để dưới là Sisa gì, China gì đó. Rồi 44 bán 20, 4 cái dĩa giùm em 20 ngàn thôi. 44 20. Rồi tiếp theo tới đồ Pháp nha. Đồ Pháp thì em có ít, để lỡ rồi, là Pháp thì em có cũng ít thôi nha, 45. Còn mấy cái hết trơn rồi, không biết chừng nào ấy nữa. Rồi tới nè, 45, 60 ngàn giùm em cái dĩa này nha. Đường kính 2 tấc, đường kính là 2 tấc nha. Dĩa là dĩa Pháp nha anh mấy chị. Có mạc, có tem đàng hoàng, có mạc đàng hoàng, có mạc liền nó, hình nó nha. Nè mấy anh chị chụp hình lại đi, rồi xong rồi cái mình search lên Google á là mình biết liền ha. Đó, rất là đẹp, còn mới lắm. 45, 60, có chữ nổi trơn à, của em bán Pháp là có chữ nổi nha. À, cái này là cũng là 1 tấc 99 luôn. Tấc 99 nè, cũng dạng là cái dĩa, nhưng mà dĩa này lục giác hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ừ đúng rồi, dĩa lục giác nha. Mà nó có phải giác không, lục giác không, nó bậy ta cười chết luôn á. Rồi, ở dưới đít thì nó cũng là có, nó có chữ, có hình này kia luôn ha, y chang cái kia luôn. Thì mới lắm, mấy đồ Pháp này thì còn mới, rất là mới luôn. Rồi 46, 120 giùm em, 46, 120 ngàn. 47 này em bán chung 3 món luôn, tại vì nó lẻ cho nên là bán chung luôn ha. Này là hai cái này y chang nhau, mà cái bự cái nhỏ ha, cái nhỏ nè, 1 tấc 6 ha. Ủa, 1 tấc rưỡi cỡ, 1 tấc rưỡi, hơn tấc rưỡi một chút. Còn cái này á, thì nó 1 tấc 75, tấc 75, sâu lòng là khoảng 4 rưỡi. Còn cái này là độ sâu lòng nó khoảng là 4 nha, 4, 2, 4, 3 gì đó. Nó thì được hai cái luôn, cũng dưới đít cũng có chữ với mộc luôn nha, này kia luôn, của Pháp luôn nha. 47 ha. Rồi tiếp theo với một cái này, cái này thì nó hơi dơ chút này chút thôi, về mấy anh Kỳ giùm em chút xíu đi. Cái này nó hơi bị ấy đây nè, bị khờ, bị không có bị nó bị như bị dính vàng vàng á, em không chưa có chùi. Pháp mà mấy anh biết rồi, về nó vô thùng không à, vô thùng là khui ra bán luôn. Đó, này cũng có tem luôn ha, cái này hơi dơ chút nè, về mấy anh chùi giùm em. Mà cái này mẻ nhẹ nữa, mẻ nào ta, đây mẻ nhẹ, mẻ có chút xíu luôn, phải không cái này không? Ở đây nè, sao mà thấy đường ta, nó mẻ nhẹ nhỏ xíu ở đây nè. Cái này không phải giờ mẹ dạng mà nó, này nó mẻ không có lưu lăng như cái kia đâu, mẻ nhẹ thôi, nhưng mà màu trắng là mình không thấy luôn. Họ nào điện thoại nào không thấy đường luôn nè, mẻ nhẹ này thấy không. Nói chung là cái này mẻ nha, mẻ nhẹ thôi. Rồi 47, 140 giùm em, 140 nha, 3 món. Rồi tiếp theo nè, tới cái này là 48. 48 là em được 5 cái ly, 5 cái ly nè. Giao lưu cái này, giao lưu về cho mấy anh mấy chị mình uống nước cà phê hay là uống nước này kia cũng được. Cái ly nè ha,
nè, miệng được 72, ủa 8, 82 nha, 8 phân 2 đó. Cao là khoảng 7, một cái này là 7 mấy nè, 7 hơn 7 rưỡi, còn cao nó là 8 rưỡi ha. Hình con chó, cái này thì là 8 rưỡi, cao là một tấc mà China nha, ở đây dưới là để China ha, có quai luôn. Rồi cái này thì để là một tám tơ 8 phân 8, cao là khoảng 9 nha, 9 cũng có quai luôn, cái này cũng có quai luôn, cũng có cái chữ gì từ lưa nè, 19 phân 8, sau lòng khoảng 5, khoảng 5 nha. Rồi 5 cái ly giá 50 nha, 5 cái ly nha, 48, 5 cái 50, có bự có nhỏ. Rồi tới cái đống bên đây, cái đống bên đây là em thanh lý cái đó nó là hết luôn nha. Ngày nay thì em quay được nhiều món đó đó. À, cái này thì nó dạng như vậy nè, đó ly nó là ly uống trà, di tích cũng có chữ, có viền vàng rồi kia các kiểu đẹp ha, có hai cái quai cầm lận má ơi. Cái này gói chắc cũng cần thân đất hỏi đây, trần thân lắm đây. Rồi cái này thì em được 2, 4, 2, 4, 6, 8 cái, nhưng mà có một cái là bị nứt cái quai cho nên là em không có tính tiền cái đó nha, nên là cái đó là em tính là 7 cái thôi, bộ này là 7 cái nha. 49 giùm em 100 ngàn, 5 cái ly nha, 100 ngàn nha. Nè, một tấc. Một tấc nha. Sau lòng nó khoảng là sau lòng khoảng gần 5, bốn mấy thôi. 48, 47 gì đó, 48. Đó. Hai quai. Thì có một cái nứt một à, một cái nứt kéo quai đóng tiêu rồi ta, để em lấy cho mấy anh coi đóng tiêu rồi, nãy em không làm em không có ấy nữa, em cái đó em tặng thiệt, em nói cái đó là em tặng nè, nó mới y chang nhau à, cái này là ly uống nước trà hay gì á nè, cái này nè, cái này nè nè, nứt nhẹ này có quai nè, không sao ha, như thế nó đứa gãy qua đây còn còn cái quai ha, có dưới cũng có chữ rồi. Rồi cái này 7 cái giùm em, 7 cái với cái bể tặng 49, 100 ngàn, 100 ngàn giùm em nha. Rồi tiếp theo em được 5 bổ 4 cái ly luôn, 4 cái ly này cũng dạng mà giống uống nước trà vậy đó. Ừ. Ly thì cũng có kiểu đó, kiểu ha. Rồi 4 cái này rồi cái miếng giấy dán mất tiêu rồi, để kiếm miếng giấy dán cái. Rồi, số 50. Số cuối cùng 30 ngàn. 50. 30 giùm em nha, 5 cái ly. Ủa 4 cái ly, 4 cái ly thôi. Nè, miệng 7 rưỡi nha. Sau lòng của nó khoảng 6 rưỡi. Đó. Số 50, 30. 4 cái. 4 cái giùm em. Đó, 4 cái ha. Rồi. Thì tới nay là số 50 là hết nha anh mấy chị. Thích ngon người nào thích món nào thì cứ alo gọi em mua chốt món đó nha, cứ gọi 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 điện thoại xong khách cũ thì khỏi gửi địa chỉ, còn khách mới thì gửi cho em xin địa chỉ đó. Rồi thì đó thì những chỗ mà đơn hàng mà dưới 200 ngàn ấy, thì phụ em 30 ngàn ship, còn mà đơn hàng trên 200 ngàn trở lên á thì em sẽ bao ship luôn nha. Đó nay thì em được bao nhiêu đây nè, em giới thiệu với anh mấy chị rồi, thì cảm ơn tất cả mấy anh mấy chị trong thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều luôn ha. Nếu mà mấy anh mấy chị thích đó, thì cho em xin một like để em có động lực làm video ra video hơn nha. Rồi thì cuối thì cũng xin chào tất cả mấy anh mấy chị nha.